Hồng Hân xuất hiện sau tuyên bố ly hôn người chồng ngoại tình. Vụ ly hôn của Hồng Hân hiện được truyền thông theo dõi sát sao. Đầu tháng 5, nữ diễn viên cho biết không còn muốn duy trì mối quan hệ vợ chồng với Trương Đan Phong. Ngày 6 tháng 5, Sina đưa tin Hồng Hân vừa có cuộc gặp gỡ thân mật với bạn bè. Xuất hiện bên cô là con trai Trương Hạo Liêm, thay vì ông xã Trương Đan Phong. Trong hình ảnh mới nhất, Hồng Hân có trạng thái tinh thần tốt, không lộ vẻ buồn bã, tiêu tụy sau khi công bố ly hôn chồng vào ngày 1 tháng 5. Dù tin tức về cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa người đẹp Hồng Kông và Trương Đan Phong đã tràn lan mặt báo, đến nay Hồng Hân vẫn chưa đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào. Nữ diễn viên và Trương Đan Phong chia tay không êm đẹp. Họ cãi nhau kịch liệt trước khi Hồng Hân đưa ra quyết định đường ai nấy định vào lúc 3 giờ sáng. Theo nhiều nguồn tin, lý do dẫn đến việc chia tay là Trương Đan Phong dây dưa với nữ trợ lý tất oánh, bỏ mặc con cái không chăm sóc. Sau hai lần bắt quả tang chồng ngoại tình, một mình gánh vác gia đình và hứng chịu gièm pha của dư luận, Hồng Hân kiệt quệ sức khỏe lẫn tinh thần. Vì quá bức xúc, cô đơn phương chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với Trương Đan Phong. Sina cho biết việc ly hôn với người chồng kém 10 tuổi không ảnh hưởng đến Hồng Hân. Tài sản riêng đều được cô và con trai đứng tên nên không phải chia cho Trương Đan Phong. Hồng Hân sở hữu gia sản 100 triệu nhân dân tệ, 14,4 triệu USD, bao gồm 4 bất động sản, xe hơi hạng sang và tiền tiết kiệm. Nữ nghệ sĩ cũng được khán giả ủng hộ, cảm thông với lựa chọn dứt tình với người chồng bội bạc. Hồng Hân sinh năm 1971, là mỹ nhân nổi tiếng Hồng Kông một thời. Cô cùng Thái Thiếu Phân, Trần Pháp Dung, Chu Ân là tứ tiểu hoa đán thập niên 1990 ở showbiz xứ Hương Cảng. Nhà văn Nghê Khuông từng ca ngợi, Hồng Hân sở hữu vẻ đẹp nhìn một lần khó có thể quên. Các tác phẩm nổi bật của nữ diễn viên có Nguyên Trấn Hiệp, Bay Qua Tang Thương, Hắc Phong Trại, Như Lai Thần Trưởng Tài Chiến Giang Hồ. Cô kết hôn với Trương Đan Phong vào năm 2009. Những năm qua, mối quan hệ của vợ chồng sao nữ gặp trục trặc vì người thứ ba tất oánh.